Hôm nay thì Google Game đã công bố ngày ra mắt phiên bản 1.2, tức là ngày 15 tháng 8 nha các bạn. Thì bây giờ mình cùng điểm qua xem nó có những cái gì mới nha anh em. Đầu tiên là có một cái sự kiện trung thu khá là lớn nha các bạn. Bây giờ thì mời các bạn xem trailer nha. Đây là một cái trailer sự kiện trung thu của nhà Kuro, và mình thấy là làm khá là chỉnh chu. Đây là một cái sự kiện có thể nói là nổi bật nhất ở phiên bản 1.2, tại vì nó nằm ngay cái dịp trung thu nha các bạn, cho nên là không thể nào thiếu đèn lồng pháo hoa. Và trên màn hình thì đang có những nhân vật xuất hiện từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 1.1, ví dụ như là nhân vật gần đây Trang Ly. Tiếp theo là hai nhân vật mới của phiên bản 1.2, đó chính là GC và Xian Liao, là một nhân vật miễn phí 5 sao nha các bạn. Bây giờ mình cùng xem qua trailer của hai nhân vật ha. And create the art my heart yearns for. This is of the greatest Nhân vật này có thể là một họa sĩ nha các bạn. Vẽ tranh rất đẹp. I won't give up easily, no matter who or Đây là một nhân vật hệ băng nha các bạn. Cái pháp khí của nhân vật này cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. To create art that truly resonates, I must first accept myself. Tiếp theo là đây là nhân vật 5 sao mới thứ hai. Nhân vật này có tên đó là Xian Liao. Nhân vật này sẽ nhận miễn phí nha anh em. Và đồng thời thì nhân vật này cũng sử dụng hệ lâu nha các bạn. Reconfiguration. Vậy là chúng ta đã điểm qua hai nhân vật mới của phiên bản 1.2 lần này. Thì hai nhân vật này cũng khá là đẹp mắt, và đây là hai cái chấn của nhân vật ha. Lần lượt thì chấn khá là đẹp luôn nha các bạn. Tiếp theo là những cái sự kiện của game Golden Wave phiên bản 1.2. Thì đầu tiên là một cái sự kiện By Small Ray. Thì đây là một cái sự kiện như là các bạn có thể thấy là có vẻ nó là một cái sự kiện bán hàng các bạn, giống một cái sự kiện bán tạp hóa này. Hoặc là các bạn cũng có thể hoàn thành những cái câu chuyện story của một nhân vật nào đó để mà được điểm, sau đó cái điểm đó các bạn lại đi vô cửa hàng các bạn đổi. Tiếp theo là một cái event điểm danh các bạn, điểm danh hàng ngày. Thì ở đây chúng ta có thể nhận tổng cộng 10 quái quay nha các bạn. Rồi tiếp theo là một cái event. Cái event này thì như các bạn có thấy trên màn hình, đó là một cái event có thể là gọi là bảo vệ cái trụ này các bạn. Các bạn mình nghĩ là bảo vệ trụ này. Và một cái event này thì chắc các bạn cũng đã quá quen rồi. Tiếp theo là cái event này thì có vẻ như là nó là một cái dạng event giúp cho các bạn có những cái món đồ nâng cấp eco. Các bạn đừng nhầm lẫn, đây là eco mới nha. Và tiếp theo đây là một cái event mà có thể nói là giống cái event khiêu chiến ở bên casino các bạn. Thì anh em khiêu chiến và anh em sẽ nhận được phần thưởng thôi. Và tiếp theo nữa đó là một cái event. Event này nhìn có vẻ nó là một dạng event mà khi anh em làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ được nhận thưởng nha. Thì đây là tất cả event mà có mặt ở trong phiên bản 1.2. Thì lưu ý nhắc lại các bạn một lần nữa là phiên bản 1.2 nó nằm ở giữa tháng 8, tức là ngày 15 tháng 8 thì bắt đầu cái sự kiện nó sẽ tràn ngập cho các bạn làm luôn. Nói chung là như vậy. Và cái sự kiện nào khó thì mình sẽ lên clip mình hướng dẫn các bạn ở trên kênh này. Nếu mà anh em xem được video này thì anh em nhớ là đăng ký kênh mình lại, và đặc biệt là hãy cho mình xin một lượt like để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn nếu mà sau video này cảm thấy anh em không ủng hộ mình làm game này nữa thì mình chỉ làm game Genshin Impact thôi nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.